Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mời cô Lê Thị Bạch Liên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy Đại Đức Tuệ Hải trụ trì chùa Long Hương. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là nhân dịp lễ tưởng niệm cố tiên sinh Osawa. Do được sự cho phép của Thầy, tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Lê Thị Bạch Liên, sinh năm Canh Tý, năm nay 57 tuổi. Hiện cư trú tại Chấp Lễ, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tôi là người bị lâm trọng bệnh, được Thầy Đại Đức Tuệ Hải cứu cho tôi được ngày hôm nay, được mạnh như hôm nay. Cho tôi xin chia sẻ đôi lời cùng quý Tăng Ni Phật tử và tất cả các cô, bác, anh chị em có mặt ngày hôm nay. Vào đầu năm 2015, tôi lâm trọng bệnh. Khi phát hiện tôi được bị hở van tim, tôi trị Tây Y được 6 tháng, thì bệnh tôi càng ngày càng van tim hở nhiều. Trong đó nó có sự thòng dùng xa phần A2, nhịp tim rối loạn. Bệnh tôi lúc đó nặng, người tôi suy sụp. Lúc đó tôi nhờ một người quen điềm chỉ lên Thầy Đại Đức Tuệ Hải. Tôi liền gấp tóc vào chùa, gặp Thầy và được Thầy dìu dắt, chỉ dẫn cho ăn theo phương pháp của Osawa, ăn gạo lứt, muối mè và uống thuốc của Thầy. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi ăn được và uống thuốc được 4 tháng rưỡi. Bệnh tình tôi thiên giảm rõ rệt, sức khỏe tiến bước rõ ràng. Và tôi vào viện tim thành phố Hồ Chí Minh, tôi siêu âm lại, thì lúc đó là rối loạn nhịp tim hết, thòng dùng xa phần A2 trong giấy không còn ghi nữa. Thế là tôi đã vượt qua bệnh hiểm nghèo. Có thêm một bệnh nữa là hôm đó tôi là bị khô khớp gối lâu năm. Tôi có nói với Thầy là Thầy trị dùm khô khớp gối luôn. Từ đó là Thầy trị, sáng tôi ăn một chén cháo theo cách của Thầy, ăn theo hột hạt, trưa ăn một chén cơm với mè nhai rất kỹ, chiều ăn cốm lứt rang. Thế là tôi nghiêm trọng chấp hành trong 4 tháng rưỡi là tôi đã bớt bệnh. Đó, đến nay tôi xin chia sẻ cùng tất cả quý vị. Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc Thầy Đại Đức Tuệ Hải dồi dào sức khỏe, an lạc, và kính chúc các bác, các chú, các tăng ni Phật tử có mặt ngày hôm nay nhiều sức khỏe, bình an. Và tôi xin chúc những người đương bệnh theo ăn phương pháp của Thầy mau được lành bệnh. Cuối cùng xin dứt lời, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp là Hoàng Thị Thanh Nga. Ha ha ha, 闻三摩地所。